Nằm ở phía đông bắc của tỉnh, nơi sinh sống của 14 dân tộc, ngày 12 tháng 7 năm 1907, khi thành lập tỉnh Lào Cai, Bắc Hà là một trong 4 đại lý rồi trở thành châu với 4 tổng: Bắc Hà, Lùng Phình, Simacai, Bảo Nhai. Là vùng đất giàu tiềm năng nhưng dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, người dân Bắc Hà vô cùng khổ cực, nghèo đói. Phải tới khi có ánh sáng của Đảng, của cách mạng soi đường, thời kỳ tươi đẹp mới mở ra cho nông thôn, nông dân huyện vùng cao này. Ngày 20 tháng 9 năm 1950, Bắc Hà được giải phóng. Đây là dấu ấn lịch sử, làm thay đổi vị thế, nâng tầm giá trị đất và người cao nguyên. Và đặc biệt, hơn chục năm qua, cùng cả tỉnh, cả nước đồng lòng xây dựng nông thôn mới, Bắc Hà càng có sự đổi thay kỳ diệu. Tà Trải là xã đầu tiên về đích nông thôn mới và cũng là xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Bắc Hà. Hạ tầng cơ sở đồng bộ, thôn bản khang trang, tư duy sản xuất thay đổi căn bản, nông dân thành thục với sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Vì thế, mỗi người dân trong xã đã đạt thu nhập bình quân trên 38 triệu đồng một năm. Toàn xã chỉ còn dưới 6% hộ nghèo. Nông thôn mới phát triển thì người dân cũng về điện lượng trường trạm thì cũng phát triển theo. Cuộc sống của người dân thì cũng đi lên nhờ nông thôn mới. Chương trình xây dựng thôn mới thì đối với xã Tà Trải chúng tôi cũng đã có sự đổi thay tích cực. Bộ mặt nông thôn cũng từng bước được nâng lên, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Tương tự như Tà Trải, đời sống diện mạo nông thôn của Bảo Nhai, Cốc Lầu, Nậm Lúc, Bản Liền cũng đều thay đổi như vậy. Các xã đều không còn nhà rột nát, thu nhập bình quân đầu người, khu vực nông thôn của huyện đã đạt trên 28 triệu đồng một năm. 72% đường đi được rải nhựa hoặc đổ bê tông xi măng. Xã nào cũng có trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư khang trang, đầy đủ. Điện lưới quốc gia về từng thôn bản, phục vụ đời sống sản xuất của nhân dân. Bộ mặt nông thôn của huyện Bắc Hà đã được đổi thay rất nhiều. Hiện nay thì hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống trường học, trạm y tế, các công trình về văn hóa, giáo dục, hạ tầng ở nông thôn cơ bản được đồng bộ đảm bảo đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đã thay đổi rất là rõ rệt cái nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nông thôn mới không chỉ mang lại diện mạo khang trang, hiện đại tại các thôn bản, mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, đời sống nhân dân sung túc, thôn bản văn minh hơn. Kết quả này củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, là tiền đề để Bắc Hà phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, sớm thoát khỏi diện huyện nghèo, trở thành huyện khá của tỉnh.